Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tại hôm nay của chúng tôi có nội dung như: Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về vụ mà người cha ruột đánh con gái của mình 6 tuổi bị gãy xương tay và thu giữ khẩu súng K59 của hắn ta tại Bắc Ninh. Cụ thể hôm nay sẽ có trong bản tin này: vụ bạo hành dã man bé gái 6 tuổi, tạm giữ hình sự nhân tình của người bố là bà nương á các bạn. Hôm qua tôi có nói trong bản tin ngày hôm qua thì không biết sao mà lại có cái bà này ở trong đây nữa để bị bắt. Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự người phụ nữ là nhân tình của người bố trong vụ bạo hành bé gái 6 tuổi một cách dã man, khiến cháu gãy xương tay và luân công tình trạng hoảng sợ. Ngày hôm nay, ngày 7 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Nương sinh năm 1984 ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ các hành vi phạm tội của bà ta cùng cái nhân tình của mình. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 9, công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của bà H, 78 tuổi, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng về việc tại nhà con trai của bà là Đặng Trung Kiên, 47 tuổi. Bà nghe thấy tiếng gào khóc cầu cứu của đứa cháu nội bà là bé A, 6 tuổi, là con gái của Kiên. Bà H gọi cửa nhưng Kiên đã không mở. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thị xã Từ Sơn, chính quyền địa phương đã tới hiện trường xác minh vụ việc. Tại hiện trường, tổ công tác xác định Kiên đang giữ cháu A trong nhà. Mặc dù tổ công tác đã thuyết phục nhiều giờ nhưng Kiên vẫn ngoan cố không hợp tác và khóa chặt các lớp cửa. Các bạn, tôi ngưng ở đây đấy. Thuyết phục nhiều giờ cũng hơi nguy hiểm mà. Nhiều khi không biết ở trong, nhiều khi hắn ta làm liều gì với con của mình thì sao. Đó, sau này cần phải xác định nhanh chóng rồi. Đó, chứ là không có mà thuyết phục gì á. Nói một tiếng mà không nghe là bập 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 liền, chứ không có mà thuyết phục lâu quá rồi nó ảnh hưởng gì đến cháu bé hay sao. Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai phương án để giải cứu cháu bé. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, tức là ngày 5 tháng 9, lực lượng công an đã đột nhập vào nhà Kiên, phát hiện người tình của Kiên là bà Nương, 36 tuổi, ở huyện Đức, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đang giữ cháu A ở trên giường. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế bà ta và giải cứu thành công cháu bé, đồng thời đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Khám xét nhà của Kiên, lực lượng công an thu giữ khoảng 7,7 gram ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành của cháu A. Quá trình truy bắt đối tượng Kiên, công an thu giữ một khẩu súng K59 có một hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có một viên đã lên nòng chờ sẵn ở đó. Một bộ tiếp đạn ngoài có 7 viên, 2 dao, 1 căn tiểu ly và khoảng 1,007 gram ma túy tổng hợp. Tại bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn, theo kết luận của bác sĩ, thì cháu A đã có nhiều vết bầm tím, trong đó tập trung nhiều ở vùng lưng, cánh tay phải, gãy 1/3 xương. Bước đầu cơ quan điều tra công an xác định Đặng Trung Kiên đã đánh đập bạo hành cháu A nhiều ngày. Kiên là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Để lại ma túy nữa các bạn. Chắc chắn là hắn ta lại tông cơn ngáo đá lại đánh con gái của mình nữa chứ gì. Vụ việc tôi đã nói nhiều lần rồi. Nhiều người hãy thôi, tốt nhất nên từ xa ma túy đi. Nó vừa tốn tiền mà vừa hại thì tại sao mà lại cứ hút chích ma túy làm chi vậy? Phê thiếu gì thứ phê mà đi phê đó. Còn mẹ cháu NA nè, đã mất nên cháu ở với bà ngoại tại tỉnh Lạng Sơn khoảng 6 tháng trở lại đây. Kiên nó đón con gái về nuôi nhưng thường xuyên đánh đập khiến cháu luôn trong tình trạng hoảng loạn. Theo lời của cháu A, bé gái này nhiều lần bị bố và Lê Thị Nương dùng ống tiếp sắt. Đứa nít mà nó dùng ống tiếp sắt, rồi ống nhựa, dây điện đánh quặt vào người quá trời quá đất. Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy bắt Đặng Trung Kiên điều tra để làm rõ các hành vi phạm pháp khác của hắn ta cùng nhân tình để xử lý nghiêm trước pháp luật. Các bạn thấy không? Cũng lại là ma túy đá. Thiệt. Đã biết vậy mà còn cho hắn ta đem con về làm chi nữa. Thiệt. Và mong cơ quan chức năng hãy xử cho hắn ta. Bây giờ không thương con nữa thì để cho bà nội bà nuôi. Đó. Còn ổng không thích nữa thì đem vô tù chung thân. Hoặc là cao hơn nhất là loại khỏi xã hội. Đúng không các bạn? Chẳng có hành vi. Dự như vợ thằng này giờ buông là cũng chả có giúp ích gì được cho xã hội. Chỉ làm gánh nặng thôi. Mà làm gánh nặng thì thôi loại bỏ đi cho nó đỡ chặt đất. Đúng không nào? Nếu đúng, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến. Và đừng quên ấn dùm cái nút đăng ký nằm ngay đây nè để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.